đây là người đàn ông gương mẫu, trông đồ đạc cho vợ, con và cháu tắm biển. Quá gương mẫu luôn. Có ngồi đây chờ thờ có ai coi bói coi luôn. Còn một người thì quá rảnh, không xuống biển tắm mà đi quay tào lao bắt nháo. Là đây. Đây, còn một người rất là rảnh mà không... Mình cứ thích đi quay người đẹp không? Sau này chắc mấy bác này phải kiện mấy nhà sản xuất điện thoại chứ, để mấy bác đứng chơi không chết rồi. Rồi sao mà rồi hả? Mà rồi sao lấy rồi? Mình đã bắt gặp một người đẹp rất là dễ thương đang đi lên.
bãi biển rất là dơ. Anh nuôi xà lan tập lâm.